ca sĩ Diễm Liên bóng hồng khả ái của làng nhạc trữ tình hải ngoại trong làng nhạc hải ngoại từ thập niên 1990 cho đến nay Diễm Liên gây được dấu ấn với khán giả không chỉ nhờ giọng hát trong trẻo thanh thoát mà còn ở ngoại hình khả ái và xinh xắn ngoài ca hát cô còn đóng phim và tham gia sân khấu kịch ca sĩ Diễm Liên tên thật là Đinh Diễm Liên sinh năm 1971 tại Đà Lạt trong một gia đình năm chị em gái đều mang tên Liên Quỳnh Liên Phượng Liên Diễm Liên Thảo Liên Mai Liên mẹ cô cũng tên là Thu Liên Cha cô là một nhà báo. Từ khi còn ở Việt Nam, Diễm Liên đã bắt đầu tham gia ca hát. Qua chị gái là Quỳnh Liên, nhạc sĩ Tùng Giang trong một lần về Việt Nam chơi đã phát hiện ra cô trong một lần đi hát tại vũ trường ở Đà Lạt. Năm 1991, Diễm Liên cùng gia đình sang Hoa Kỳ định cư theo diện HO Từ khi còn ở Việt Nam, Diễm Liên đã bắt đầu tham gia ca hát. Qua chị gái là Quỳnh Liên, nhạc sĩ Tùng Giang trong một lần về Việt Nam chơi đã phát hiện ra cô trong một lần đi hát tại vũ trường ở Đà Lạt. Năm 1991, Diễm Liên cùng gia đình sang Hoa Kỳ định cư theo diện HO. Vào năm 1992, khi đang ở California, Diễm Liên gặp lại Tùng Giang. Sự nghiệp âm nhạc của cô bắt đầu khi được Tùng Giang đưa tới hát ở vũ trường Rick của nhạc sĩ Ngọc Tránh. Sau khi lên sân khấu trình bày nhạc phẩm bay đi cánh chim biển của nhạc sĩ Đức Huy, cô đã được mời cộng tác ngay với vũ trường này. Tuy nhiên thời kỳ này Diễm Liên chưa đủ 21 tuổi để có thể đi hát tại vũ trường theo luật định, nên cô đã phải mượn căn cước của người chị để làm giấy tờ để được hát tại đây. Sau khi hát ở vũ trường Reed, Diễm Liên đã được mời xuất hiện trên những chương trình video Hollywood Nights nice của trung tâm mây. Tại đây Diễm Liên đã xuất hiện trên 9 chương trình video và được khán giả yêu mến với khuôn mặt xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn nhưng có một giọng ca lôi cuốn, chững chạc. Sau đó Diễm Liên rời mây và chuyển sang cộng tác với trung tâm Thúy Nga, bắt đầu từ Paris Be Nice số 26 vào năm 1994. Cùng trong năm đó, với ca khúc Con yêu trong Paris Be Night 29, tên tuổi Diễm Liên thực sự được biết đến rộng rãi. Cùng một con số 9 như khi hát trên Hollywood Nights, nice, Diễm Liên cũng chỉ tham gia trong 9 chương trình Paris Be Night rồi rời khỏi trung tâm này năm 1999, vào thời điểm cô thành hôn với một sĩ quan gốc Việt của quân đội Hoa Kỳ. Sau một thời gian vắng bóng, Diễm Liên trở lại ca hát như một nghệ sĩ độc lập và cộng tác với các trung tâm tỉnh, Vân Sơn, đặc biệt là gắn bó với trung tâm Asia suốt từ năm 2003 cho đến năm 2018. Tại đây, cô được khán giả yêu thích khi song ca với nam ca sĩ Nguyên Khang, đặc biệt là với bản Mai Tôi Đi năm 2003 khi cô vừa trở lại với âm nhạc. Mặc dù không được đào tạo về diễn xuất, Diễm Liên cũng có được những thành công trong lĩnh vực điện ảnh khi tham gia trong các phim ở hải ngoại như Dòng đời oan trái, Người trong mơ, Vượt sóng. Cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Văn Phụng Nhạc sĩ Văn Phụng là một trong những nhạc sĩ thời kỳ đầu của tân nhạc Việt Nam, cũng là nhạc sĩ hòa âm nổi tiếng nhất của Sài Gòn trước năm 1975. Thời kỳ dĩa nhựa thịnh hành trong thập niên 1960, nhạc sĩ Văn Phụng cũng là người hòa âm nhiều nhất thời đó, cùng với các nhạc sĩ hòa âm nổi tiếng khác như Nghiêm Phú Phi, Y Vân, Lê Văn Thiện. Chính Văn Phụng là người đầu tiên sáng tạo ra lối hòa âm chậm rãi cho các bài nhạc phổ thông đại chúng từ cuối thập niên 1950, là tiền đề cho sự ra đời của dòng nhạc vàng thịnh hành sau đó. Nhưng sáng tác nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Văn Phụng là Omeli, Trang Sơn Cước, Bức họa Đồng Quê, suối tóc tôi đi giữa hoàng hôn bóng người đi sân họp mặt nhạc sĩ văn phụng tên thật là nguyễn văn phụng sinh năm 1930 tại hà nội ông được học đàn dương cầm từ nhỏ với sự chỉ dạy của hai nữ giáo sư dương cầm là perrier và vượng năm 1945, khi mới 15 tuổi ông đã đoạt giải nhất độc tấu dương cầm trong một cuộc tuyển lựa tại nhà hát lớn hà nội với nhạc phẩm la prière de un Vierge. thời đi học nhạc sĩ văn phụng là một học sinh xuất sắc ông học tiểu học tại trường louis pasteur trung học ở trường Albert Saros. Sau khi tốt nghiệp tú tài hai Pháp khi mới chỉ 16 tuổi, ông chọn theo học ngành y vì ý muốn của gia đình. Nhưng chỉ được một năm ông bỏ học để theo âm nhạc vì đam mê dương cầm. Năm 1948, Văn Phụng về Hà Nội vào thời kỳ tổng động viên nên đã xin gia nhập ban quân nhạc quân khu 3, Hà Nội để tránh bị gia đình bắt theo ngành y. Trong thời kỳ ở ban quân nhạc từ đó đến năm 1957, Nhạc sĩ Văn Phụng lại có may mắn được nhạc trưởng người Pháp gốc Đức là Smesser hướng dẫn cho về hòa âm nên đã trở thành nhạc sĩ hòa âm cho dàn nhạc đại hòa tấu đầu tiên của Việt Nam. Cùng trong năm 1948, nhạc sĩ Văn Phụng sáng tác ca khúc đầu tay của mình là Omeli, do Văn Khôi viết lời. Nhạc phẩm này được yêu thích qua nghệ thuật hợp ca của Ban Thăng Long, trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp Văn Phụng. Thời gian này, ngoài việc sáng tác nhạc, Nhạc sĩ Văn Phụng còn có thời kỳ chơi nhạc cho một số vũ trường ở Hà Nội mà khách hàng hầu hết là những quân nhân người Pháp. Cho đến khi qua đời, nhạc sĩ Văn Phụng đã sáng tác hàng trăm ca khúc, trong số có rất nhiều bài nổi tiếng. Các anh đi viết năm 1952, Trăng sáng vườn trẻ viết năm 1952, Tiếng hát với cung đàn sáng tác năm 1954, Tiếng dương cầm năm 1955, Ta vui ca vang năm 1957, Vò câu muôn dặm năm 1959. Giá từ đêm mưa và yêu và mơ năm 1960, tôi đi giữa hoàng hôn năm 63, yêu năm 65. Đặc biệt là nhạc phẩm suối tóc để tặng riêng cho vợ là ca sĩ Châu Hà. Nhạc sĩ Văn Phụng trải qua hai cuộc hôn nhân, cuộc hôn nhân đầu tiên khi ông chỉ mới ngoài 20, và cuộc hôn nhân thứ hai vào năm 33 tuổi với danh ca Châu Hà, cũng là người ở bên cạnh ông lúc qua đời vào năm 1999. Danh ca Châu Hà kể lại lần đầu gặp Văn Phụng như trên đài RFA như sau, ngày xưa, ở Hải Phòng, ba của anh phụng muốn nhà của ba tôi. Một hôm, anh phụng đến thăm ông cụ. Lúc đó, tôi ngồi ở trên lầu vừa hong tóc vừa dạo đàn. Anh ấy nghe thấy tiếng đàn piano ở trên lầu mới tò mò bước lên cầu thang và đứng ở ngưỡng cửa. Tôi đang dạo đàn thì trông thấy bóng người đứng ở ngưỡng cửa, tôi quay ra thì ra là một chàng trai không quen biết. Anh ấy cúi đầu chào và tự giới thiệu tôi là Văn Phụng, tôi đến thăm thầy tôi ở dưới nhà mà tôi nghe thấy tiếng đàn ở trên này, tôi đánh bạo lên đây để làm quen. Thì ra cô đang đánh đàn anh ấy nhìn tôi kỹ hơn khi thấy tóc tôi dài chấm đất thì anh ấy buột miệng nói suối tóc rồi anh ấy quay lại hỏi tôi là cô đang dạo bài gì đó mà sao nghe hay thế tôi trả lời là của eddie du thì anh ấy mới bảo xin phép cô cho tôi dạo thử một tí được không tôi bảo vâng mời anh ngồi anh ấy đàn thì tôi mới biết rằng tôi vừa mới múa dìu qua mắt thợ anh nhìn bản nhạc và đàn hay quá mặc dù lần đầu chơi cái bản nhạc này mà anh ấy đàn như mưa như gió rất là hay thành đó là một cái kỷ niệm rất đẹp trong đời chúng tôi. Năm đó là năm 1952. Ngay từ phút đầu gặp gỡ, hai người đã bị tiếng sét ái tình, nhưng bố của Văn Phụng không chấp thuận, Châu Hà vẫn ớt đi lấy chồng để vào Nam, xa hẳn kỷ niệm. Một thời gian sau, Văn Phụng cũng cưới vợ, rồi gia đình di cư vào Nam. Năm 1955, sau khi vào Sài Gòn, Châu Hà được người anh nuôi là đoàn văn cừu tổng giám đốc đài phát thanh Việt Nam dành cho một giờ mỗi ngày để trình diễn trên đài phát thanh khi đài tăng cường giờ phát sóng từ 8 tiếng lên thành 24 tiếng một ngày. Cũng trong năm 1955, Châu Hà gặp lại nhạc sĩ Văn Phụng khi ông từ Nha Trang vào Sài Gòn. Bà Châu Hà kể, khoảng năm 1955, một hôm ở đài phát thanh, anh ấy trông thấy tôi, anh ấy sững sờ. Anh ấy lại bột miệng nói lần thứ hai, Suối tóc. Đó là cái sự tích của bài Suối tóc như vậy. Thời gian sau đó, vì gia đình ràng buộc, lời dị nghị xung quanh, trong lúc tâm tư buồn bã nhất, Nhạc sĩ Văn Phụng viết nhạc khúc Tôi đi giữa hoàng hôn năm 1962, phải chờ đến 8 năm sau ngày gặp lại. Cuối cùng thì nhạc sĩ Văn Phụng và ca sĩ Châu Hà trở thành đôi bạn đời vào năm 1963 và không bao giờ xa rời nhau cho đến khi Văn Phụng qua đời vào ngày 17 tháng 12 năm 1999 tại bang Virginia, Hoa Kỳ. Danh ca Châu Hà nói rằng sau khi Văn Phụng mất, nhiều năm liền bà không dám nghe nhạc của chồng sáng tác vì niềm đau khôn nguôi. Ca sĩ Châu Hà mô tả về nhạc sĩ Văn Phụng như sau, cao một thước 65 là một người suốt đời mơ mộng. Ông thích khiêu vũ, đùa vui nghịch ngợm và thích ăn ngon nhưng không thích làm bếp. Ông thích ăn những món như đậu, phở và súp với thói quen luôn xịt thêm tương ớt và Maggi. Và đặc biệt thích để vợ hớt tóc ở nhà mà không bao giờ hớt ở tiệm. Đối với vợ con, ông luôn luôn chiều chuộng. Vợ con muốn gì ông cũng làm liền, một cách rất chu đáo. Hoặc trong nhà có gì cần sửa chữa, ông đều tự tay làm lấy. Người con gái lớn nhất của Văn Phụng tên là Phương Loan, trên đài RFA, cô cho biết tuy bố có vợ khác nhưng ông vẫn chu toàn bổn phận với con cái nên các con vẫn luôn kính yêu bố cô thuật lại kỷ niệm nhớ nhất về cha của mình kỷ niệm mà ngây thơ nhất loan còn nhớ mãi muốn để viết vào trong chuyện là sự hãnh diện vì có người cha nổi tiếng như vậy có một hôm bố trở đi chơi bố vừa mới mua được cái xe hơi hiệu Vespa. sài gòn đâu mấy ai có cái xe đẹp lộng lẫy như thế mình đi thì thấy ai cũng ngó mình còn nhỏ không hiểu rằng đó là vì cái xe đẹp mà mình lại nghĩ là ô Tại vì bố mình đi đâu, người ta cũng biết là ông Văn Phụng. Loa nhìn lên trên trời thì thấy ánh trăng đi theo. Mình lại nghĩ bụng bố mình nổi tiếng đến nỗi ông Trăng ở trên trời cũng biết đây là nhạc sĩ Văn Phụng và đi theo nữa. Về sau, mình mới biết ra là mình quá ngây thơ như thế. Các sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng có thể được chia thành ba loại nhạc, quê hương, đời sống và tình yêu. Hầu như tất cả các nhạc phẩm của ông đều mang những sắc thái lạc quan và yêu đời, điển hình nhất là Omeli và bức họa đồng quê. Sinh thời, nhạc sĩ văn phụng là con người hồn nhiên duyên dáng lời ca của ông phản ảnh tâm hồn đó nhưng ông cũng là người có kỷ luật và nghiêm túc khi sáng tác văn phụng không có tham vọng viết ra những ca khúc mang thông điệp lớn về nhân thế hay xã hội giống như một số bài của phạm duy hay trịnh công sơn ông chỉ muốn những ca khúc vui nhộn làm đẹp cho đời ngoài ra nhạc sĩ văn phụng còn có biệt tài làm đẹp cho nhạc của người khác đó chính là khả năng hòa âm điều luyện thời diễn nhựa lên ngôi thập niên 1960, văn phụng là một trong bốn nhạc sĩ hòa âm nhiều bài hát nhất cùng với Y Vân, Lê Văn Thiện và Nghiêm Phú Phi. Với nghệ thuật hòa âm công phu làm cho các bản thu âm mang một chiều sâu bất ngờ, sống mãi cho đến hôm nay sau 60 năm. Nhờ tài hòa âm độc đáo và khả năng cảm thụ âm nhạc rất phóng khoáng, Văn Phụng đã soạn hòa âm cho hầu hết các ca khúc nghệ thuật của Việt Nam trong gần hai thập niên. Nhiều nhạc công, nhạc sĩ hay ca sĩ vẫn còn nhớ tới tài hòa âm của Văn Phụng với lòng tri ân lớn. Ông không chỉ hòa âm cho ban nhạc mà còn soạn bè cho các ca sĩ trong các bài song ca, tam ca, tứ ca hay các ban hợp sướng đó là loại hòa âm công phu mà giờ đây chúng ta đang mất dần theo chính lời nhạc sĩ văn phụng thì trong các ca khúc của mình ông đặc biệt yêu thích hai bài suối tóc viết cho vợ châu hà và chán nản nhạc phẩm được viết từ những khoảng năm 1972 là thời gian ông gặp phải một hoàn cảnh rất khó khăn trong cuộc sống vào những năm cuối của cuộc đời nhạc sĩ văn phụng đã sáng tác được thêm ba nhạc phẩm khác chưa có lời đó là vĩnh biệt châu hà em ở lại và anh đi vì căn bệnh tiểu đường Ngày 17 tháng 12 năm 1999, nhạc sĩ Văn Phụng qua đời ở nhà riêng tại Tiểu bang Virginia.